Xin chào các bác đã đến với kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Mở đầu video, kính chúc các bác sẽ có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và có những phút giây thật là thư giãn khi mà theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên nhé. Ở trong phiên đồng hồ buổi sáng này sẽ là các mẫu đồng hồ cơ tự động và cơ liên dây đến từ các thương hiệu của Thụy Sĩ này, Anh, Nhật và Liên Xô. Mời các bác cùng theo dõi video. Mở đầu phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Centau của Thụy Sĩ. Máy Crystal, cơ lên dây, 2 kim, 17 chân kính. Sở hữu phong mặt cực kỳ sang luôn các bạn. Với màu mặt trắng và nổi bật trên đây là các cọc số chấm bi. Kim cọc vàng và đặc biệt là có một ô... có một viên đá quý được đính tại góc 12 giờ các bác nha. Rất là nổi bật luôn này. Đá còn sáng lóng lánh luôn. Đó, vỏ bên ngoài là vỏ vàng. Chiếc này còn giữ được tình trạng độ mới rất là cao luôn các bác nha. Vỏ vàng nấm ngọc đen nổi bật. Mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu ở đây. Biểu tượng của thương hiệu này là một cái biểu tượng hình nhân mã rất là độc đáo này. Form mặt tràn viền sâu lòng. Sở hữu size mặt là 32.6, xấp xỉ size 33. 4 chân càng dài và hơi cong xuống phía dưới. Em này sẽ thích hợp cho các bác có cổ tay từ 17 đổ xuống. Các bác lên tay sẽ rất là đẹp nha. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đeo lên tay rất là chất luôn. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi, cho nên là các bác đeo thoải mái nha. Một chiếc đồng hồ với phần mặt thiết kế rất là ấn tượng như thế này. Ngày hôm nay giao lưu đến các bác chiếc Centau này với mã sản phẩm là E160 và giá của chiếc này là 1.560.000 các bác nha. E160 với giá là 1.560.000 này. Các bác chốt đơn cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Và đối với các bác lần đầu biết đến kênh, đừng quên ấn nút đăng ký kênh em đã để ngay phía dưới video này để mỗi khi cửa hàng lên sóng các mẫu đồng hồ mới thì các bác có thể đón xem được một cách sớm nhất ạ. Mẫu thứ hai là một em Pulsos. Em này là một chiếc Pulsos mặt bao công. Máy 3 kim 17 chân kính, nguyên bản chính hãng của đồng hồ Liên Xô. Sở hữu form mặt vuông cạnh bầu. Đó, form mặt mặt em này là mặt bắt úp này. Cọc số vàng, thiết kế nổi. Các đường gạch ngang đan xen với lại số học trò này. Mặt em này rất là độc đáo luôn. Với size ngang là 36.4, size chéo sẽ là 44.5. Đây là một form mặt lớn đấy ạ. Size dọc là 36.4. Đó, sẽ tương đương với một chiếc đồng hồ form tròn khoảng size 38 các bác nhé. Các bác có cổ tay to này, tay 20 đổ xuống thì các bác lên tay thoải mái luôn ạ. Em đeo lên tay cho các bác ngắm thử này. Đối với một chiếc đồng hồ form vuông như thế này thì khi mà các bác đeo lên tay nó sẽ rất là nam tính, mạnh mẽ, cực kỳ thích hợp cho các bác mà yêu thích cái phong cách khỏe khoắn. Thương hiệu Pulsos là một thương hiệu đồng hồ lớn và cực kỳ nổi tiếng của Liên Xô. Em này thì sẽ, mặc dù là một cái form vuông, tuy nhiên thì em này sẽ có một cái form nó khá là mỏng gọn này. Các bác có thể thấy được cái chiều bề ngang của em này. Thiết kế khá là mỏng luôn nha. Đáy inox, vỏ bọc vàng. Và em này còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt. Rất là mới và đẹp. Máy cơ lên dây. Chốt đơn cho em chiếc Pulsos này với giá chỉ có 1.580.000, mã H17 các bác nha. 1.580.000 với mã sản phẩm là H17 này. Chiếc thứ ba là một em HMT. Dòng máy Gawan. Với màu mặt trắng trẻ trung. Trên đây là các cọc số học trò màu xanh lá mạ và ban ngày thì sẽ là cọc số xanh như thế này, còn ban đêm thì sẽ là các cọc số dạ quang nha các bác. Em này sẽ là các cọc số dạ quang, cho nên là trong đêm tối thì các bác dùng sẽ rất là hay luôn này. Đó. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Em này 3 kim các bác nha. Là một chiếc đồng hồ máy 3 kim.
dòng máy Parasoft, tức là có chế độ chống sốc. Vỏ bọc thép không rỉ toàn thân. Đây là mặt đáy này, sẽ có khắc các thông số về bộ máy của em này. Vỏ thép không rỉ như thế này thì các bác dùng đeo rất là bền luôn nha. Sở hữu size mặt 35.1, size 35.1, 4 chân càng lớn và rất là dài. Đối với một chiếc đồng hồ với cái form mặt như thế này thì các bác có cổ tay từ 19 đổ xuống ạ, lên tay sẽ rất là đẹp. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Màu mặt trắng, đeo cực kỳ trẻ trung và nó sẽ rất là nổi bật cái cổ tay các bác lên ạ. Rồi, và yêu thích mẫu đồng hồ HMT này, chốt đơn cho em với mã là E163. Và giá của chiếc này là 1.250.000 thôi các bác nha. E163 với giá chỉ có 1.250.000. Mẫu thứ tư là một em Raketa. Một chiếc Raketa đến từ Liên Xô này. Sở hữu màu mặt trắng trải tia. Em này cọc số có cài đá đen nha. Một thương hiệu đồng hồ của Liên Xô. Với phần vỏ ngoài được bọc vàng này, đáy inox. Form mặt rất là sáng. Và đây cũng là một trong những cái dòng máy Raketa hiếm hoi mà nó sở hữu cái form dáng sang trọng và mỏng gọn như thế này. Em này có size mặt là 33.6, size 33.6 các bác nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó, Raketa. Máy cơ cốc tay, lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt. Em này có mã là Y28, giá 1.580.000. Tiếp tục qua mẫu, gửi đến các bác một chiếc Raketa. Em này sẽ là một chiếc Raketa với form mặt vuông cạnh bầu và có 4 chân càng lớn. Sở hữu form mặt đen, nổi bật trên đây là các cọc số vàng. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ này. Vỏ bên ngoài của em này được bọc vàng nha. Đáy inox. Bộ máy cơ lên dây. Cơ cốt tay đã được lau dầu rồi. Size mặt ngang là 34.4 và size dọc sẽ là 40 ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đó, đây là phần mặt của chiếc Raketa này. Màu mặt đen bao công. Vỏ vàng sáng bóng. Có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Phong cách cổ điển, vintage. Và em này có giá là 1.580.000 nha. Chốt đơn em với mã Y29 ạ. Tiếp tục lên sóng, gửi đến các bác một chiếc Pulsos. Em này là một chiếc Pulsos máy cơ lên dây 17 chân kính. Màu mặt đen, form mặt sâu lòng. Và trên phần mặt là các cọc số chấm bi. Có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ ạ. Đó, form mặt hình lục giác, khỏe khoắn. Với thiết kế vỏ bên ngoài bọc thép không rỉ toàn thân này. Trên này cái chất liệu vỏ bên ngoài còn giữ được tình trạng tốt này. Form mặt sâu lòng. Và cái thành mặt của em này thì nó sẽ cao lên bên trên như thế này các bạn nhé. Đó. Nền thép. Size ngang là 34.7. Size dọc là 33.5. Còn nếu như mà tính cả chân càng thì sẽ là size 40 ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là một mẫu Pulsos xưa được sản xuất vào khoảng những năm thập niên 70 này. Phong cách cổ điển. Nhìn vào đây thì các bác có thể thấy được một cái sự phóng khoáng và rất là độc của những chiếc đồng hồ Liên Xô cũ. Trên phần mặt thì sẽ có các cọc số được đính đá này. Khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ lấp lánh lên rất là đẹp. Đó, bác nào yêu thích cái mẫu Pulsos này thì chốt đơn cho em nha. Với giá là 1.180.000. Mã sản phẩm H207 này. Qua mẫu gửi đến các bác một chiếc Pulsos mặt huyết. Màu mặt huyết.
cực kỳ là ấn tượng. Thiết kế các cọc số hình mũi tên. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Nó form mặt vuông với 4 chân càng lớn khỏe khoắn. Em này được bọc vàng âu 10 và có khắc triện luôn ở trên phần vỏ này. Đây là cái phần vỏ bên ngoài của chiếc Bonzot này. Mặt đáy sẽ là đáy inox nha. Xe ngang là 33 và xe dọc cũng vậy. Nếu như mà tính cả chân càng sẽ là size 39.9, size 40. Đó. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt này. Em này máy cơ lên dây có tay các bác nha. 23 chân kính đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Đó, dây khóa này là dây khóa lụa linh kiện. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Form dáng khá là mỏng gọn. Bác nào yêu thích cái mẫu đồng hồ Polzot này chốt đơn cho em ạ, với mã là G52, giá 1.980.000 nhé. Em qua mẫu gửi đến các bác một chiếc Seconda, máy cơ tự động automatic. Và đây là một chiếc Seconda đến từ Anh các bác ạ, một thương hiệu đồng hồ của Anh. Với cái form dáng trứng cổ điển kết hợp với màu mặt ghi cùng với một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này làm nổi bật lên cái phong cách khỏe khoắn và rất là nam tính này. Mặt đáy ép, đáy thép không gỉ. Phần vỏ vàng bên ngoài thì còn rất là đẹp. Đó, với size mặt ngang là 37. Size ngang là 37 và size dọc của em này sẽ là 43 nha. Đây là một form mặt lớn ạ. Đó, các bác có cổ tay to, các bác lên tay thoải mái này. Rất là dày dặn luôn. Bộ máy cơ tự động automatic đang trong tình trạng hoạt động tốt. Seconda, một thương hiệu đồng hồ xưa và cổ điển. Xuất phát điểm là một thương hiệu của đồng hồ Liên Xô. Và từ những năm 1967 thì thương hiệu này đã chuyển đến Anh. Và từ đây là đã cho ra đời những chiếc đồng hồ Seconda gắn mác thương hiệu Anh các bác nha. Thiết kế hai núm nằm tại vị trí 2 và 3 giờ. Và đây là một chiếc núm với bộ lịch bơm ạ. Các bác sẽ ấn vào bên trong như thế này để chỉnh cái phần lịch ngày nhé. Đất thứ hai để chỉnh kim này. Các chức năng hoạt động của em này vẫn còn rất là tốt. Đó, lên tận 25 chân kính. Và ngày hôm nay thì Zalo với các bác chiếc Seconda này. Mã sản phẩm TH5 giá 2.080.000 các bác nhé. TH5 với giá là 2.080.000. Tiếp tục qua mẫu mang đến cho các bác một em Bostock máy cơ lên dây 17 chân kính ạ. Em này là một chiếc Bostock kim rốn. Thiết kế mặt rất là ấn tượng với các cọc số hình mũi tên. Đó, kim cọc vàng và có một nổi bật nhất là cái biểu tượng hoa thị nằm tại góc 12 giờ này. Biểu tượng của thương hiệu Bostock này. Form mặt bắt úp. Vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng ạ. Mặt đáy sẽ là đáy inox nha. 4 chân càng cong. Sở hữu form mặt size 34. Không tính núm. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, Bostock. Phong cách rất là cổ điển và ấn tượng luôn. Và đây là một trong những cái phiên bản Bostock xưa vẫn còn giữ được tình trạng hoạt động rất là tốt này. Các bác yêu thích cái mẫu đồng hồ này hãy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Với giá là 1.580.000, mã H165 ạ. Rồi ngày hôm nay mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ với màu mặt cực kỳ là ấn tượng. Em này là một chiếc Zarya. Sở hữu form mặt là lớn. Thiết kế mặt với hai màu xanh đen phối kết hợp ấn tượng. Cọc số nổi này. Đó, kim cọc vàng. Size ngang của em này là 39.8 và
sai dọc sẽ là 41.4. Bộ máy cơ lên dây 17 chân kính. Vỏ bên ngoài thì ở đây có khắc truyện là bọc vàng AU10 các bác này. Đó, lớp vỏ vàng bên ngoài còn rất là đẹp luôn ạ. Nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian nha. Đáy inox có biểu tượng CCCP này, một cái biểu tượng của quân đội Liên Xô cũ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đối với cái form mặt như thế này thì các bác có cổ tay to này. Các bác có cổ tay to một chút thì lên tay sẽ rất là đẹp nha. Đó. Đây là dòng máy Zarya nội địa của Liên Xô. Ba kim. Vỏ bọc vàng đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi, cho nên là các bác chỉ việc sử dụng và chỉ phải đeo luôn thôi nha. Chốt đơn cho em chiếc này với mã là H150 này, giá 1.680.000. Tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một em Rado. Em này là một chiếc Rado M, máy cơ tự động automatic đến từ Thụy Sĩ ạ. Dây khóa zin này, mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa và núm zin logo. Màu mặt trắng tỏa tia. Bộ mặt kính zin nguyên bản nha. Kính em này là kính chặt góc các bác ạ. Kính được thiết kế dành riêng cho cái dòng máy Rado này. Trên phần mặt này nó sẽ có các đường G nổi như thế này. Đó. Kính này mà nếu như mà bị vỡ thì không thể nào mà tìm được kính khác thay thế đâu các bác nha. Chống xước rất là tốt. Thiết kế cọc số nổi với một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Size mặt ngang là 36.4 và size mặt dọc của em này sẽ là 41.2 này. Vỏ ngoài bọc thép không gỉ toàn thân. Cái phần vỏ thép bên ngoài sáng bóng luôn. Đây là một mẫu Rado xưa và giữ được tình trạng và độ mới cực kỳ cao luôn. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đó, đây là phần mặt của chiếc Rado này, một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này, nhanh tay chốt đơn cho em ạ, với giá chỉ có 2.880.000. Chốt đơn cho em với mã là Rado M nha. Giá 2.880.000. Tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một chiếc Seiko 5, một thương hiệu đồng hồ xưa và rất là nổi tiếng của Nhật tại Việt Nam vào những năm thập niên 80 này. Em này là một chiếc Seiko 5 với mặt đen và phần viền vàng. Có một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân ạ. Đó, dây khóa zin này, mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Seiko ở đây. Size mặt ngang 34, size dọc là 39. Chạy máy cơ tự động automatic. Nguyên bản của đồng hồ Seiko Nhật Bản nha. Kéo núm ra thì ở đây sẽ là một chiếc lịch bơm. À em xin lỗi, một chiếc lịch xe. Các bác xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch ngày và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh lịch thứ nhé. Đó. Máy cơ tự động automatic đã được căn chỉnh ổn định. Bác nào chưa có trong bộ sưu tập của mình một chiếc Seiko 5 thì các bác hãy chốt đơn cho em đi ạ. Với giá là 1.080.000, chốt đơn em mã E126 nhé. 1.080.000 ạ. Và mẫu đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay, một chiếc Citizen. Em này là một chiếc Citizen 7 Star dòng máy V2 cơ tự động 24 chân kính các bác nha. Với màu mặt nó xanh ấn tượng. Cái màu mặt của em này nó rất là độc đáo luôn các bác ạ. Cái này các bác đeo ra bên ngoài trời thì sẽ rất là đẹp. Cái màu xanh tỏa tia. Cọc số với thiết kế hình trụ. Bắt sáng cực kỳ tốt. Em này cái phần kim cọc này được đánh bóng rất là đẹp luôn. Bắt sáng tốt. Một ô cờ lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Em này sẽ có size mặt ngang là 37.9 này. Và size dọc sẽ là 40 nha. Vỏ thép không gỉ toàn thân, dây khóa chôn và mặt đáy này sẽ có khắc tên thương hiệu Citizen ở đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé.
Đây là phần mặt của chiếc Citizen này. Form mặt khá là lớn. Đó, máy cơ tự động 24 chân kính. Đã được lau dầu, hoạt động ổn định. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ Citizen này, nhanh tay chốt đơn cho em với giá là 1.480.000, mã E106 nha. E106 với giá là 1.480.000 ạ. Và mẫu đồng hồ Citizen này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ về Zalo, số điện thoại 0936050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.